Nookabird là một sản phẩm ứng dụng Internet of Things để giúp cho doanh nghiệp hay cá nhân điều khiển ngôi nhà thông qua Internet. Trong Nookabird thì bao gồm hai thành phần chính. Thành phần đầu tiên chính là chiếc hub. Tùy vào quy mô thì nó có thể là một căn phòng, hay là chính là ngôi nhà của bạn. Thành phần thứ hai chính là những station, chúng được kết nối trực tiếp với cả các thiết bị trong ngôi nhà để giúp cho việc điều khiển thông qua chiếc hub này. Trong Nookabird cung cấp ứng dụng để kiểm soát trạng thái của chiếc cửa về đóng hoặc mở, hay là có người khách bấm chuông. Cái ứng dụng trong thực tế của chức năng này, khi mà cả nhà không, khi mà người chủ sở hữu nhà không có nhà và các thành viên trong gia đình không có nhà, nếu như trên khi mà cánh cửa được mở ra, tức nghĩa là đã có một tác động bên ngoài làm cái cánh cửa mở, thì là người chủ sở hữu sẽ biết được là cánh cửa của nhà mình đang mở. Đây là một mô hình để mô phỏng việc cửa được đóng và mở. Đây là cửa đóng mở, cửa đóng. Khi mà cánh cửa này được mở thì ở trên trang web sẽ thể hiện việc cánh cửa này đã được mở. Và cũng tương tự như với khi cánh cửa này đóng, cũng được biểu hiện ở trên trang web. Còn đây chính là chiếc nút bấm, là mô hình cho việc bấm chuông. Với phần chuông thì khi mà chiếc chuông được kích hoạt, ở trên trang web cũng được thể hiện là chiếc chuông đang được vừa mới được kích hoạt. Ngoài ra, Nookabird thì có cung cấp đến các bạn một sản phẩm từ ứng dụng chiếc vi mạch điện tử này, chính là chiếc ổ cắm. Nó có thể kiểm soát được việc ổ cắm trạng thái đang tắt hoặc bật. Cùng với đấy thì việc điều khiển các công tắc cũng tương tự. Thì khi mà người sử dụng truy cập trang web và điều khiển các công tắc như ở trên hình, thì sẽ có bật hoặc tắt thiết bị, thì cũng được biểu hiện trên phía màn hình cho người dùng là thiết bị đang được bật hoặc tắt. Bây giờ mình sẽ bật chiếc đèn này lên. Chị đang sáng. Nookabird là một hệ thống linh động, dễ dàng mà mở rộng việc điều khiển đến từng thiết bị trong gia đình, ví dụ như điều hòa, TV, tủ lạnh và quạt, từ bất kỳ nơi đâu, không giới hạn bởi không gian và thời gian thông qua Internet.